Hello mọi người, xin chào mọi người. Hôm nay cũng như cái lời hứa mình đã nói với mọi người thì sẽ giới thiệu ngôi nhà của Hương khi mà hoàn thiện cho mọi người xem. Nhưng mà mục đích ở đây khi mọi người xem những cái video này thì mọi người đừng nghĩ là Hương khoe khoang hay khoe mẽ gì hết. Tại vì nói chung là mình như thế nào thì mọi người cũng đã biết rồi. Những cái gì mà mình chia sẻ ngày hôm nay cũng như những cái gì mà tâm huyết mình thực hiện á, mình muốn chia sẻ tới mọi người cũng như cho mọi người thấy á, sống trong cuộc đời thì ai cũng có ước mơ. Mà mình cứ ước mơ đi, giống như bản thân Hương cứ suy nghĩ vậy nè. Mình cứ ước mơ đi, rồi ngày mai có ra sao cũng được. Dù mà mình có thực hiện được á thì là nó tốt. Mà nếu như mình ước mơ mà thực hiện không được thì cũng có, nói chung là cũng không ảnh hưởng tới ai, hay là làm bị một cái gì đó ảnh hưởng cho cái bản thân mình cả. Nhưng mà cái điều vui ở đây là Hương đã thực hiện được những cái này trước năm hơn 30 tuổi. Nó là cả một cái tâm huyết và nói chung là có thể là nó sẽ không bằng những cái nhà hiện đại khác, nhưng mà đối với Hương như vậy gọi là quá đẹp quá nhiều rồi. Thì bây giờ mời mọi người cùng Hương theo dõi cũng như là đi tham quan từng ngóc ngách trong nhà của Hương nha. Trong một cái ngôi nhà, cái cánh cửa cổng là cái nơi quan trọng nhất. Có những người xây nhà cất nhà mà họ bỏ qua cái quan điểm này là một cái sai lầm. Thì giống như cánh cửa nhà Hương đây nha, thì hai cánh cửa này được nhập từ Ý về và nó xài bằng thủy lực, nghĩa là rất là mạnh luôn. Ví dụ mình dùng 10 người có thể xê dịch cánh cửa là không nổi. Và phía bên trên là có hai tượng voi. Hai tượng voi này là Hương phải đặt thầy làm và sơn phép trú trong đó tầm khoảng gần một năm trời rồi. Thì nó bằng đá thạch anh trắng và ánh xanh lên. Khi mà để vậy đó thì một bên là voi cái, một bên là voi đực, hút lực vô rất mạnh. Còn về cánh cửa này, khi mọi người nhìn kỹ những cái hoa văn trên cánh cửa nó rất là khác, không hề giống những cái hoa văn của những cái nhà khác. Tại vì do đó là từng đường, từng hoa văn đó là đều do thầy vẽ ra hết. Và bên thợ họ làm theo ý của Hương cũng như là những cái gì mà Hương đặt ra. Về cái cánh cửa này nó rất là an toàn. Khi mà mình sử dụng nó, mình không thể nào dùng tay, 10 người có đẩy cánh cửa cũng không thể nào đẩy nổi hết. Mà nó dùng bằng một cái công tắc hoặc là mình cảm ứng trên điện thoại hết để mình có thể mở cửa và đi vô nhà. Cũng như đó, những cái hoa văn trên cánh cửa đó là đón cái tài lộc cũng như là kiểu như làm cho tài lộc quấn quanh cái ngôi gia. Mà rất nhiều người họ rất là thắc mắc làm sao mà một cái ngôi nhà mình có thể có được những cái tài lộc này mà họ không biết cách. Cũng như đây khi mà Hương chia sẻ lên thì với những ai đang chuẩn bị xây nhà hay đang cần cái gì đó mà muốn đón lộc tài vô nhà thì có thể liên hệ Hương. Hương sẽ giúp cho mọi người cũng như là giúp cho mọi người đón thêm cái vận may, những cái gì mà gọi là lộc lá của đất trời đến với mình một cách là nhanh nhất. Còn với cặp voi ở trên nha, một cái một đực này thầy đã sơn phép rồi, cho nên bất kể ai dù cho đến nhà Hương chỉ cần bước được qua hai cái cổng nhà, tự nhiên vận may sẽ tới với họ rất nhiều. Tại vì tránh được tà ma nè, tránh được quỷ hoặc là tránh được những cái gì mà gọi là xui rủi. Cho nên tất cả những ai mà khách nha, khi mà tới nhà Hương chỉ cần bước qua được cánh cửa cổng tự nhiên sẽ rất là may mắn luôn. Đó là một cái điều mà Hương tâm đắc nhất ở cánh cửa cổng này. Và cái trái châu này nha là Hương lấy từ bên Dubai về. Nó là bằng đá thạch anh đỏ và bên trong của nó ẩn chứa rất nhiều năng lượng. Và Hương đã phải tìm hơn nửa năm trời mới có thể thỉnh được. Thì cái trái châu này công dụng là hút năng lượng cho gia chủ một cái sự may mắn, cũng như là những cái người mà được khi mà đi ngang phớt qua nó thôi, không cần chạm vào vẫn có được cái năng lượng may mắn, cũng như là giúp cho họ có lộc hơn rất nhiều. Cho nên nhà Hương từ phía cánh cửa cổng thôi, những ai đã bước vào rồi, bước ra là lộc tràn trề. Và khi á, mọi người đi vào nhà Hương á, mọi người sẽ nhìn bên tay phải sẽ có một cái cầu thang, phía dưới là có những cái lá sen làm thành những cái bậc thang. Nhìn kỹ thì sẽ có khói phun nè, có nước nè. Đây là nơi mà thầy đặt và cũng là nơi mà ông xã Hương đã thiết kế ra những cái lá sen cũng như làm lên và bên trong đó nuôi cá. Với cái này á, mọi người hiểu không? Về cái mặt phong thủy á,
khi mình đi xuống từ phía cầu thang nè, nó sẽ chấn tiền, giữ tiền lại cho gia chủ, nó sẽ là một cái hồ đựng tiền á, không có cho tiền đi ra. Cho nên những người mà vô ý vô thức mà đi tới nhà Hương mà cái cầu thang người ta đẹp vậy, cái hồ cá người ta đẹp vậy mà sấn chân bước lên là bị chửi chết. Cho nên là khi mà tới nhà Hương mình phải có lịch sự, dầm trước dầm sau, đi xuống hầm và có lối đi lên dành cho khách hàng nha mấy bạn. Và nơi ở cái bậc cầu thang này cộng với lại những cái lá sen mà chồng Hương đã thiết kế á, thì là tổng cộng là sẽ có 13 bậc rơi vào cung sinh. Thì tất cả những cái đồ trong nhà Hương, Hương nói thiệt nha, từ cầu thang cho tới mọi thứ luôn là mình đều tâm đắc và mình coi, mình làm rất là kỹ. Tại vì thợ phải làm đi sửa lại rất là nhiều lần để mà có thể có được. Và đặc biệt cái hồ cá này, khi mọi người đi đến vào ban ngày đó thì mọi người sẽ không thấy nó có cái gì đặc sắc đâu, tại vì ánh sáng nó chèn vào. Còn nếu mọi người đến với vào ban đêm, Hương dám đảm bảo đây là một cái khung cảnh cực kỳ đẹp, đẹp ơi là đẹp luôn. Tại vì sẽ có khói nè, có đèn nè, đủ màu sắc vào ban đêm, tạo lên một cái không gian rất là đẹp mà ai nhìn vào cũng phải gọi là trầm trồ khen hoặc là rất là thích thú. Từ phía nhà Hương đi vào, mọi người nhìn bên tay phải sẽ là cái hồ cá lúc nãy Hương đã có kể. Còn phía bên tay trái khi mình đi xuống sẽ là một cái đường tầng hầm. Mà thật sự cái hầm này làm mình rất là đau đầu, tại vì lúc mà xây dựng kiến trúc sư phải tính đi tính lại làm sao để mà cho vừa xe hơi vào được mà vừa cả xe máy vào được. Thì cái nơi hầm này nè, tại vì do cái chiếc xe hơi của Hương nó khá là dài, cho nên lúc mà làm nó rất là đau đầu. Tại vì xe hơi của Hương là chiếc mệt Mercedes 450 đó, thì cơ bản là bề ngang của nó đã bự hơn những chiếc xe khác rồi. Cái bề ngang của nó không là tới 2m1, nó rất là dài, nên lúc mà làm hầm cứ phải sửa tới sửa lui, sửa tới khi mình lọt được chiếc xe và phải dê xe ra dê xe vô rất là nhiều lần để mà cho nó có thể mà vào lọt trong nhà mà không có bị vướng hay là bị khó khăn cho cái người ngồi cầm lái. Bước vào tầng hầm mình nhìn mình sẽ thấy có 17 cái hộc tủ locker của nhân viên. Thì nơi đây tại sao mà Hương chọn con số 17? Tại vì đối với Hương á, 17 là gọi là nhất phát, chứ không phải là mình muốn làm bao nhiêu là mình làm. Có nhiều người họ không biết, họ tưởng số 7 là số thức, nhưng mà đối với Hương số 7 nó là số phát, số tiến. Dù cho nhân viên á, có tăng hay giảm gì đi chăng nữa, Hương vẫn sẽ giữ con số 17 này. Tại vì đối với Hương nó là gọi là nhất phát. Mọi người hiểu không? Nghĩa là kiểu như là càng làm là càng lên, càng làm là càng lên. Và Hương khuyên luôn nha, với những ai làm ăn thì về mặt phong thủy là mình phải tin. Tại vì người ta nói có thờ, có thiên, có kiên, có lành. Nếu mình không tin phong thủy thì mình sẽ khó làm ăn, tại vì nó sẽ trục chặt đủ đường, làm cho mình đi vô những cái cung quỹ đạo gọi là xui rủi, hoặc là đường đi nước bước không có được trơn tru. Thì với những ai mà làm ăn, khi mình có khó khăn gì có thể kiếm Hương, Hương sẽ giải đáp cũng như là tư vấn hỗ trợ cho mọi người hết mình. Tại vì cơ bản Hương đều muốn mọi người thoát được cái khó khăn, giúp cho mọi người vươn lên. Dù cho có không gặp Hương, khi các bạn được gặp được những bạn quản lý của Hương, các bạn quản lý cũng sẽ tư vấn với bạn một cách rất là nhiệt tình, tại vì sẽ theo cái lệnh của Hương cũng như là hỗ trợ cho khách hàng hết mình để khách hàng có được những cái gì tốt nhất và những cái gì gọi là may mắn nhất trong cuộc sống này giống như Hương. Và mình có một điều nha, dám cam kết với mọi người luôn, nhân viên bên Hương rất là dễ thương, rất là tận tình. Nếu những ai mà mấy bạn là khách hàng, mày mua hàng bên Hương mà gặp ngay nhân viên mà không ấy á, thì mọi người có thể phản ánh với Hương và Hương sẽ xử lý liền. Tại vì do cái tâm nguyện của mình khi mà đến với khách hàng đó là mình muốn hỗ trợ cho khách hàng những cái gì tốt nhất, cho nên là luôn luôn là nhân viên bên Hương luôn theo Hương, kiểu như là coi khách hàng là thượng đế. Trừ khi mà gặp những người mà gọi là làm dâu chăm họ đó thì chịu không nổi thôi, chứ thật sự khách hàng cỡ nào cũng sẽ giúp cho họ và làm cho họ tốt nhất, nhưng mà mình đừng có quá đáng quá thôi nha mọi người.
Còn đây là cái nơi tâm đắc nhất. Có lẽ nãy giờ coi cái clip mọi người cũng thấy nơi nào cũng là tâm đắc đúng không? Tại vì đúng rồi, từng ngóc ngách trong nhà Hương là những cái nơi mà đau đầu nhất mà mình đi theo suốt cái công trình mà suốt gần hơn một năm trời để hoàn thiện ra cái ngôi nhà này. Thì nơi này chính là cái nơi mà để mình trưng bày những cái sản phẩm mang tài lộc cũng như là cho khách hàng. Thì nơi đây chính là cái nơi mà các bạn sẽ gặp gỡ Hương cũng như là nhân viên bên Hương để mà tư vấn mang lộc tài cho mọi người. Và hiện tại shop Hương á thì đang có là 10 bạn nhân viên, là gồm cho là tư vấn nè, đóng hàng cũng như là lý giải cho mọi người về những cái gì mọi người không hiểu khi mà tới shop. Cái phòng này sẽ là nơi mà để cho khách hàng gặp nhân viên của Hương, cũng là nơi đóng hàng nè, cũng như là cái nơi tư vấn. Và đây cũng là cái nơi mà Hương ngồi làm việc, cũng như gặp mọi người, cũng như là cải vận. Thì mọi người có thể coi được những cái video trên YouTube của Hương thì biết cái mức độ cải vận mà khách bên Hương đến đông như thế nào rồi. Còn nơi này là cái bàn thờ tổ, thì gồm các chư vị giống như mọi người đã thấy đây. Thì khi mọi người làm ăn khó khăn hoặc có vấn đề về sức khỏe, mọi người có thể đến đây để mà mình có thể xin tổ gia hộ cho mình làm ăn may mắn, xoay chuyển cho mình được thuận buồm xuôi gió. Và đây là cái nơi mà Hương rất gọi là tâm linh, mà kiểu như mình rất là coi trọng và trân trọng luôn. Cái nơi bàn thờ tổ này mình phải làm rất là lâu, mọi người cũng có thể nhìn thấy nha. Những cái chỉ vàng, những cái gỗ này được Hương chọn lọc rất là kỹ, tại vì đây là một cái nơi mà Hương rất trân trọng, và cũng như là một cái nơi mà bá gia bá tánh tới để mà họ dâng hương cũng như họ lại họ cầu xin, cho nên nó là một cái nơi mà gọi là trang nghiêm. Mọi người có biết không, ở phía dưới tầng hầm nha, lúc mà xây nhà để mà đổ móng đó thì là bốn góc nhà là có bốn ông Long Lân Quy Phụng. Đây là những cái vật mà thầy Hương đã đưa để mà mình chứng nghiệm những cái góc nhà kiểu như là kéo tài lộc vận may. Ở mỗi tầng nhà Hương là 5 tấm, ở mỗi tấm đều là trải đá thạch anh hồng hết nguyên một cái nhà luôn, kiểu như là thu hút năng lượng vận may vượng khí cho cái nơi ngôi nhà mình ở. Có những ngôi gia đó, khi Hương đi vào đó, Hương thấy cái bàn thờ ông địa của họ kiểu như là xoàn xoàn, mà họ không có mà gọi là trang bị nhìn cho nó ấm cúng nha. Nhưng mà đối với Hương, cái bàn thờ ông địa là cái nơi gọi là cốt lõi, trung tâm của cái nhà. Cho nên Hương rất là kiểu như gọi là chân diện hoặc là bài biện cái bàn thờ ông địa. Tại vì đối với mình đó, cái nơi đó mà nó xum xuê, mình cũng cảm thấy là lọc lá tràn trề. Đây, khi mà về nhà mới đó, thì là Hương tậu cho mấy ông một cái ngôi gia mới, thay cái trang mới cho mấy ông rộng hơn, lớn hơn, và cái gỗ để mà làm cái trang của mấy ông cũng tốt hơn. Kể cả ngay cái liễn, Hương cũng là làm một cái liễn khác đẹp hơn cho mấy ông luôn. Đây, mọi người có thể nhìn kỹ nè, đó, bàn thờ ông địa của Hương rất là đẹp, và bất kể ai bước vô nhà cũng đều phải khen hết. Hương khuyên mọi người nha, bất kể ai, dù mình có nghèo hay như thế nào đi chăng nữa, thì cái nơi bàn thờ ông địa là cái nơi mình coi trọng nhất trong nhà. Mọi người phải theo cái phong thủy cũng như là cái phong tục nhân gian, phải chăm chút cho cái bàn thờ nó đẹp, chứ mình không có thể mà chỉ để cho nó sơ sài một ngày thắp ba nén hương là xong nha. Rồi, mọi người có thể thấy nha, ngay phía trước bàn thờ của Hương có một cái bức tranh là một cái đôi công, một con trống, một con mái. Và Hương đã nhờ họa sĩ vẽ chắc tầm khoảng một tuần lễ để mà có thể hoàn thiện cái bức tranh này. Thì ngay phía bên gần phía ông thần tài là có một cái cây tiền, ở dưới có một cái gương vàng. Thì theo cái phong thủy là giống như là mang tiền tài lộc và góp vô nhà gia chủ. Mọi người có thể nhìn đây, rất là đẹp, rất là đặc sắc mà được vẽ bằng tay hết. Còn đối diện phía bức tranh công đó là cũng là do họa sĩ đó vẽ, là hoa sen kiểu như là thanh tịnh, và nó hợp với bàn thờ tổ nhà Hương. Và có một cái lời nhắn nhủ tới các bạn trẻ nha, các bạn hãy mạnh dạn lên để mình thực hiện cái ước mơ của mình.
Hương thì chỉ có thể giúp cho mấy bạn được bằng về mặt tâm linh. Còn nếu những ai mà muốn biết Hương có thể giúp mọi người về mặt tâm linh như thế nào thì có thể vào YouTube cũng như là Facebook Hồ Thị Xuân Hương có tích xanh của Hương để mà xem những cái phản hồi của những khách mà Hương đã giúp đỡ. Từ một người mà hai bàn tay trắng ở nhà thuê nhà mướn mà bây giờ Hương có được căn nhà triệu đô như vậy thì đó là một cái gì đó rất là về tâm linh luôn, mà chỉ có những người đã cùng Hương trải qua, cùng Hương đi rồi thì mới hiểu được là như thế nào. Cho nên những ai mà đang khó khăn, nợ nần chồng chất hoặc mọi vấn đề có thể liên hệ với Hương. Hương sẽ có cách giúp cho mọi người có được một cái cuộc sống gọi là tốt hơn, ổn hơn hiện tại rất nhiều.